chị? Nếu mình đi rồi. Nó đi đã rồi xin em di chuyển cũng được mà sao đâu. Tìm hiểu là bị đóng cục lại. Đây là đào giỏi nè. Đào à? Sợ hồi tối ai chứ lâu à? Thế chi vậy? Nói kinh mất đầu em tưởng là tiếng chó kêu luôn á. Em bị chó kinh đi. Được được được. Ui rồi kêu ở chỗ xóm mình nhớ đâu có ai đâu. Chập nằm lại. Nằm im nghe ui. Thế dễ sợ. Trời ơi, vẫn ưu mày mà. Đúng vàng. Mình xin xem. Em dỡ cái nắp này giùm chị cái này. Mà chị trông bệnh nặng nha. Nó đưa thang này. Cái nát đây chị. Nát thẳng này. Thẳng lên này. Có hai cục chỗ này. Từ từ em đi theo không? Này, vừa lâu lại đây xí là được. Xin chào anh xem ạ.
bất chấp. Như bụng đi qua đây đứng này, đứng nữa qua bên kia. Cố gắng em nghe. Đây là tầm này chứ ơi. Có cầu lòng rồi nhỉ. Khuyên mãi. Bé bể này lâu vậy em? Hồi xưa nó bị nhỏ nhỏ chị. Bây giờ nó to lên. Em có định đi khám hoặc là đi chi không? Dạ cũng không. Tại sao em nghĩ là đi nặng? Hồi trước là em có hỏi chị rồi, nhưng mà dịch em chưa ra được á. Là vì mụn này không phải ai cũng năng được đâu. Người ta không biết á. Có những cái bình thường nữa chứ hầu người bị không nói thì mình tôi luôn nói tôi nghe sợ. Bệnh viện nhiều khi khám xong rồi qua vậy làm cái hết trơn bình thường, có cái cục nữa đó, cục u bình thường thôi, mà chỗ cổ kìa keo bị cái hạch này hạch kia rồi đi mổ rồi có kiểu đi qua chị bé nó cũng sợ không chịu làm, cái tay giả điên. Để chị cầm chị coi thôi, người ta chích luôn. Chứ không là hắn không cho. Xui xa trời. Hắn vàng mà hắn bị mướt á. Mỡ, đi như mỡ. Nên tích tụ lại lâu ngày. Này cục nè, cục nè. Cái nữa đi. Cái này.